Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và ngành y tế giao phó, được nhân dân tin yêu, xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực lao và bệnh phổi của tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, tiền thân là trạm chống lao thuộc Ti Y tế Thanh Hóa, được thành lập năm 1964 với quy mô 20 giường bệnh điều trị nội trú, có nhiệm vụ thực hiện công tác chống lao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ đầu thì vật chất khó đúng khó khăn, nhà cơ sở y tế thì nghèo nàn, trang thiết bị thiếu thốn. Lúc đó như vậy là cả cả bệnh viện chỉ có một máy điện quang thôi. Kính hiển vi thì có ba cái, nhưng mà cán bộ nhân viên chỉ có ba chục người thôi. Điều kiện phục vụ thì khó khăn, nhưng mà cán bộ nhân viên đã khắc phục, cố gắng quyết tâm để mà hoàn thành cái nhiệm vụ lúc bây giờ. Cho nên công tác chữa lao, cấp cứu lao, thời gian đó vẫn đạt yêu cầu. Qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2014, Bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho đến ngày nay, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng 1 tuyến tỉnh và là một trong những bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hàng đầu của cả nước, với quy mô 500 giường bệnh, hơn 300 cán bộ viên chức người lao động làm việc tại 26 khoa phòng, với nhiều trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực liên tục được đào tạo chuyên sâu và chất lượng cao, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành công trong việc ứng dụng những thành tựu về y học trong khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay, bệnh viện là địa chỉ uy tín hàng đầu trong tỉnh, thực hiện nội soi phế quản và nội soi màng phổi cùng với hệ thống xét nghiệm mô bệnh giúp chẩn đoán sớm và điều trị có hiệu quả bệnh nhân mắc ung thư phổi, ung thư màng phổi. Về chuyên ngành ngoại khoa, bệnh viện cũng đã triển khai được kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực. Đây là sự phát triển vượt bậc trong hệ thống các bệnh viện chuyên khoa hô hấp tuyến tỉnh trên toàn quốc. Các hệ thống máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng luôn được quan tâm đầu tư và sử dụng có hiệu quả tại bệnh viện. Bây giờ cái nuôi cái lỏng thì sau có 15 ngày nếu dương tính. Còn cái trường cái thứ hai nữa là được triển khai được cái hệ thống sinh học phân tử chẩn đoán lao à, từ cái genetic rồi đến xét nghiệm chu nát rồi đến xét nghiệm BCA chẩn đoán lao cho kết quả rất là nhanh độ chính xác độ nhẹ rất là cao. Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, bệnh viện phổi Thanh Hóa còn quan tâm đến kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao ý đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tôi bị viêm phổi tắc nghẽn mấy năm nay rồi nhưng mà cái việc đi xuống đây thăm khám hàng tháng một thì bệnh viện rất thì là nhiệt tình đón tiếp rồi có là chỉ dẫn đi tất cả các khoa khám và là về các thăm khám cho bệnh nhân rất nhiệt tình trong thời gian tới bệnh viện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau thứ nhất đó là tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật y học tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh. Thứ hai là tiếp tục cải thiện môi trường cảnh quan, cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, xanh sạch đẹp. Thứ ba là bổ sung thêm các trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Thứ tư đó là thường xuyên rèn luyện cho đội ngũ cán bộ có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, đội ngũ cán bộ viên chức người lao động bệnh viện phổi Thanh Hóa hôm nay nguyện đem hết sức bình thực hiện sứ mệnh quản lý điều trị tiến tới thanh toán bệnh lao và chăm sóc nâng cao sức khỏe phổi cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận từng bước đưa bệnh viện phát triển lên tầm cao mới góp phần đưa y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh